Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, đập 55 tuổi ở Trung Quốc bị vỡ vì mưa liên tiếp. Bão số 4 đổ bộ giật cấp 17 vùng đất Trung Quốc. Kính thưa quý thính giả, theo tờ báo Internet Việt Nam số ra sáng nay ngày 4 tháng 7 năm 2023, con đập Saraki có tuổi đời 55 tuổi nằm ở Quảng Tây Trung Quốc đã bị vỡ sau những trận mưa lớn liên tiếp đổ xuống trong vài ngày. Sự việc con đập Saraki ở hồ chứa nước có quy mô nhỏ thuộc khu tự trị dân tộc Choang ở huyện Dương Sóc của tỉnh Quảng Tây bị vỡ vào ngày hôm nay có thể là điểm báo trước cho sự tàn phá của thiên tai ngày càng khắc nghiệt đối với hệ thống cơ sở hạ tầng chống lũ của Trung Quốc. Nhiều công trình có tuổi thọ lớn trong tổng số gần 94.000 con đập ở Trung Quốc đang nằm oằn mình hứng chịu trước lũ đổ về sau những trận mưa lớn kể từ tháng 6. Khu vực tự trị dân tộc Choang vốn là một địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng tới tham quan, nhưng nay khu vực này đang bị đe dọa từ trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng thập niên qua. Ông Liu Qian, 81 tuổi, cư dân làng Sanxi, từng tham gia xây dựng con đập vào năm 1965 chia sẻ: "Chúng tôi chưa từng chứng kiến chuyện gì tồi tệ như thế. Trận lụt rất nghiêm trọng, dòng nước dâng cao hơn cả con đập và sau đó con đập bị vỡ. Con đập vỡ vì nước dâng quá cao, sau đó nước lại đổ vào làng của chúng tôi. Trung Quốc đã cho xây dựng hàng nghìn con đập và hồ chứa nước trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1960. Để khắc phục tình trạng hạn hán, chúng tôi xây dựng con đập bởi đây là nơi từng gặp hạn hán thường xuyên. Đó là một thảm họa và chúng tôi quyết định xây dựng hồ chứa nước để bảo vệ cuộc sống người dân. Chúng tôi dùng nước từ hồ chứa để tưới tiêu cho cánh đồng. Những con đập quanh đây đều có tuổi đời trên 50 năm. Ngay cả những tòa nhà dân sinh sống có tuổi thọ trên 50 năm cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu không gia cố và bảo vệ con đập, nó sẽ không thể trụ lâu hơn. Ông Li Wanjun, một dân làng cho hay, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, trong giai đoạn từ năm 1954 đến 2005, các con đê tại 3.486 hồ chứa nước đã bị vỡ do chất lượng không đạt chuẩn và quản lý yếu kém. Trung Quốc hiện có gần 94.000 con đập để đối phó với thiên tai khắc nghiệt. Chính phủ Trung Quốc đã cho gia tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống lũ trên những con sông lớn. Cụ thể, vào ngày hôm qua, mùng 3 tháng 7 năm 2023, Trung Quốc đã cho nâng mức cảnh báo lũ trên sông Trường Giang và sông Hoài, đồng thời triển khai nỗ lực ngăn chặn lũ và cứu hộ cứu nạn đối với các khu vực nằm dọc hai con sông lớn này. Có thể nói mùa mưa lũ năm nay đang trở thành phép thử đối với hàng nghìn con đập nằm tại những hồ chứa nước quy mô nhỏ có tuổi đời lâu năm ở Trung Quốc. Chính quyền địa phương đã không chỉ tiến hành gia cố những con đập mà còn tăng cường công tác giám sát kiểm tra. Kính thưa quý thính giả, cơn lốc xoáy bất ngờ sáng nay tại Trung Quốc đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn ngôi nhà bị thổi bay. Theo thông tin mới nhất trên báo Thanh Niên, từ khi bắt đầu tấn công thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào chiều qua thì cơn bão số 4 đã gây ra những trận mưa như chút nước và cuồng phong với sức gió lên đến 50 m trên giây. Các chuyên gia khí tượng thủy văn Quảng Đông nhận định đây là lần đầu tiên xuất hiện gió mạnh cấp 17 ở khu vực này. Không dừng lại ở đó, cơn bão số 4 đã khiến 15 người khác mất tích tính từ tối ngày hôm kia. Tất cả các nạn nhân đều mất tích là ngư dân. Do ảnh hưởng của bão số 4, hàng chục người đã phải sơ tán. Trước tình hình bão số 4 hoành hành gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của, cơ quan cứu trợ lũ lụt hạn hán của Trung Quốc đã nâng mức độ phản ứng cảnh báo lũ lên cấp 4, tức là mức độ cao nhất. Đồng thời, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc dự báo rằng bão số 4 có thể gây ra mưa lớn lên đến 250mm trong ngày hôm nay tại một số khu vực tại tỉnh Quảng Đông. Đáng lo ngại, cơn bão số 4 đổ bộ vào Quảng Đông trùng với dịp nghỉ lễ của Trung Quốc khiến hàng ngàn du khách bị mắc kẹt trên đảo Hải Nam. Tính đến thời điểm này, đã có khoảng 70 chuyến bay bị hoãn ở đảo Hải Nam. Bên cạnh đó, tại Philippines, bão số 4 đổ bộ từ hôm thứ Năm tuần trước khi tấn công vào Trung Quốc cũng gây thiệt hại nghiêm trọng. Thông tin mới cập nhật từ cơ quan chức năng Philippines, đến thời điểm này vẫn còn 30 người dân đang mất tích. Thưa quý vị, trước đây Hoa Kỳ luôn được biết đến là một quốc gia hứng chịu nhiều trận vòi rồng nhất trên hành tinh, thì có lẽ giờ đây vị trí đó đã bị Trung Quốc xoán ngôi. Bên cạnh những trận thiên tai như lũ lụt, mưa đá cứ đến đi liên tục, giờ đây thì liên tiếp một tuần nay có hàng trăm trận vòi rồng với sức tàn phá khủng khiếp cứ bất biến không chịu rời đi, với bán kính trải dài khắp cả khu vực miền Tây Trung Quốc từ Vân Nam đến Cam Túc. Những trận vòi rồng đi qua gần như nuốt trọn mọi thứ, cảnh tượng tan hoang khiến người dân sinh sống tại các khu vực này lao đao không có nơi để trú thân. Kèm theo đó là những cơn mưa dữ dội làm cho cảnh vật xung quanh tiêu điều,
chẳng khác gì vừa bị Mỹ thả xuống cho vài quả bom nguyên tử. Thảm họa này trong một tuần đã cướp đi ít nhất 282 sinh mạng vô tội, làm cho hàng trăm người bị thương nặng khi nó xé toạc một thành phố ở phía tây bắc của Trung Quốc, khiến nhân chứng tại đây hoảng sợ cho biết: "Chúng tôi dường như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng dài tập ngay từ đời thật. Chưa bao giờ chúng tôi lại thấy nhiều vòi rồng như năm nay. Trung bình một ngày có khoảng từ 12 đến 20 cơn vòi rồng có kích thước lớn nhỏ khác nhau, kéo dài từ 20 đến 30 phút với sức gió từ 95 đến 250 km/h. Chúng lồng lộn từ cao nguyên Tây Tạng xuống các khu vực dân cư, khiến cho những ngôi nhà và mọi vật đều như cơn lốc cuốn bay lên không trung với tốc độ gió khủng khiếp. Ở trung tâm, chấn động của trận lốc xoáy này được cho là 170 km/h. Đó là giới hạn cuối cùng trên các biểu của dụng cụ chuyên dùng để đo gió lốc. Điển hình, nhiều video được người dân ghi lại những trận vòi rồng vào ngày hôm qua cho thấy cơn lốc xoáy quét qua một trung tâm thành phố sầm uất của tỉnh Vân Nam, khiến hàng loạt cây cối bị bật gốc, thậm chí những cây nhỏ vừa được trồng lại sau những trận thảm họa trước đó chưa kịp lớn. Nhiều cửa sổ của các nhà cao tầng, các bệnh viện bị vỡ tung, thậm chí các mái tôn cũ cũng bị thổi bay, nhiều đồ vật bay lên trời, sau đó rớt xuống như những cơn mưa đá rơi trúng nhiều người, tử vong hàng loạt. Bên cạnh đó thì nhiều xe hơi cũng bị lật đổ ngổn ngang trên đường Thanh Bành như ngày tận thế. Theo nguồn tin truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, trên những mái nhà của tòa nhà cũng bị phá hủy và những đường dây điện bị đánh sập ngổn ngang nằm chằng chéo khi một cơn lốc xoáy tấn công tại thành phố. Tuy một trận lốc xoáy chỉ kéo dài 15 đến 30 phút, nhưng nó đã làm thiệt hại nặng nề ở các khu vực mà nó đi qua. Với những đặc thù địa lý của khu vực, những luồng khí khô và lạnh thổi từ cao nguyên Tây Tạng xuống trên đường đi qua phía đông tới dãy núi và đồng cát gặp phải các khoảng trống khí nóng ẩm thường chuyển động phía bắc, sinh ra một chuỗi các hiện tượng về khí quyển rồi sinh sản ra cơn lốc xoáy điên cuồng không thể tránh được. Vì thông thường, tại Trung Quốc, tỷ lệ xuất hiện lốc xoáy không nhiều và hướng các luồng không khí nóng tiếp tục dịch chuyển lên phía đông bắc của Trung Quốc, di chuyển nhanh chóng, xảy ra lốc xoáy với sức gió lên khoảng 220 km/h. Hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn cứu hộ đang được triển khai. Sau khi các cơ quan khẩn cấp địa phương nhận thông báo, vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các nhà máy khu vực xảy ra. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, giới lãnh đạo Trung ương Trung Quốc đã ra cảnh báo và sẽ xuất hiện thêm dông bão và mưa đá. Mưa bão kéo theo mưa đá sẽ kéo dài 60 phút, kèm theo lốc xoáy với lượng mưa đo được 155 mm. Theo một đoạn video khác cho biết, người dân ghi lại được cho thấy cảnh của một người phụ nữ la hét khi lốc xoáy kèm theo gió giật mạnh cuốn những mảnh vụn bay qua nhà cô, những mảnh thủy tinh, gỗ gạch và cây cuộn xoáy trong không khí. Trong khi người dân cuống cuồng tìm nơi trú ẩn, thành phố Lan Châu, nơi sinh sống của 3,2 triệu người đã bị mất điện. Xe cứu thương, lính cứu hỏa và cảnh sát được điều động đến tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích. Cảnh tượng tan hoang bao trùm khu vực. Các chuyên gia phòng thời tiết tỉnh Cam Túc đang nghiên cứu nguyên nhân của lốc xoáy khi đây là một hiện tượng hiếm gặp trong khu vực. Ban đầu, lốc xoáy chỉ xuất hiện như đám mây và sau đó phát triển thành một cơn dông rồi trở thành cơn lốc xoáy điên cuồng, thường từ rất mạnh hay siêu mạnh, nên ở đâu đó dông dữ dội thì có thể có lốc xoáy, cũng có khi sinh ra từ một dải gió giật mạnh được gọi là đường tố, hay là một đường cơn bão có thể cuốn theo rồi ném xuống một khoảng cách sau đó được phá hủy mọi thứ. Kể từ những tòa nhà xây kiên cố nên lốc xoáy cũng có thể hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nó đã khiến cho mái tôn của tòa nhà bị thổi bay và khiến cho khu vực mất điện và bầu trời trở nên đen kịt. Được biết, lốc xoáy hay vòi rồng có những ống hút khổng lồ có thể cuốn sạch mọi thứ trên đường đi mà chúng gặp. Tuy nhiên, phần lớn lốc xoáy được mây rông hình thành một dạng, đặc biệt là mây rông tích điện. Một đám mây có thể kéo dài trong vòng vài giờ, xoáy tròn trong vòng có đường kính từ 10 đến 16 km, di chuyển hàng trăm dặm và sinh ra vô số ống hút khổng lồ. Nguồn gốc của chúng là vùng khí hậu, các luồng khí nóng đi lên và luồng khí lạnh đi xuống. Đầu tiên là quá trình tương tác với cơn dông có chiều lên với chiều gió. Sự tương tác sẽ làm cho tầng khí nóng ở dưới di chuyển lên và xoay tròn trong không trung. Tiếp đó, sự phát triển của dòng khí lạnh di chuyển theo hướng đi xuống mặt đất. Vận tốc của dòng khí đi xuống có thể lớn hơn 160 km/h. Và dù ở Trung Quốc không xảy ra thường xuyên, nhưng những cơn lốc xoáy trong một thập niên trở lại đây là xuất hiện nhiều hơn tại các vùng Vũ Y và Thanh Hải, tập trung tới 1/3 các trận vòi rồng ở Trung Quốc. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.